giờ Thiên Chúa phúc cho những ai sống theo lời. Hiện thế trong xa cứ bạn như một thân nhỏ tốt tươi, nàng đem bao nhiêu hoa lan với muôn trái thơm dịu chung quanh bạn, đàn con khôn ngoan xinh đẹp tựa như ô liu xanh dần, trời non đang lớn Chúa thương chở che phúc cho những ai tôn sơ Thiên Chúa, phúc cho những ai sống theo lời. Trong một đời bàn tay cũng lao tay bạn dài lâu xa hoa thơm nụ mừng cho si ơn hương thi và vui con chó lan con tài hoa phúc cho những ai tôn sơ Thiên Chúa, phúc cho những ai sống theo lời. Hồn con ca lên muôn lời tán tụng danh Cha suốt đời, Ngài ban cho con gia đình có mẹ có cha an bình, niềm vui con sẽ lành nhờ dựng xây mái ấm lâu bền. Sẽ bỏ cha mẹ mình để nên một cùng người yêu trong hồng ân Thiên Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Anh chị em thân mến, chúng ta quy tụ về đây để chúng ta thờ phượng Chúa trong thánh lễ thành hôn của anh Đa Minh Nguyễn Hải Triều và chị A Lê Thành Nguyễn Khánh Linh. Chúng ta cầu nguyện cho anh chị để những gì anh chị thề hứa với nhau trong thánh lễ này được thể hiện trong suốt đời sống hôn nhân gia đình của anh chị, để cuộc đời hôn nhân gia đình là niềm hạnh phúc và đạt tới hạnh phúc muôn đời. Chúng ta hôm nay cũng là ngày thứ sáu đầu tháng, chúng ta hướng về Thánh Tâm Chúa để xin Chúa đốt lên trong lòng chúng ta ngọn lửa yêu mến. Nói như ngôn sứ Ezekiel, xin Chúa lấy khỏi mình chúng con quả tim chai đá và ban tặng một quả tim biết yêu thương. Trong đời sống hôn nhân gia đình, chúng ta không thể thiếu tình yêu, mà tình yêu ấy là tình yêu của Đức Kitô và Hội Thánh làm nền tảng và mẫu gương cho tất cả chúng ta. Hôm nay con cũng cảm ơn cha xứ đã cho phép con chủ tế thánh lễ này và chứng hôn cho hai cháu của con. Trong tâm tình ấy, chúng ta thành tâm sám hối, chúng ta cùng cả Hội Thánh hát lên bài ca vinh danh Thiên Chúa. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chôn cùng Chúa. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và đoái thương tuôn đổ ơn Chúa trên các tôi tớ Chúa. Đây là anh Đa Minh Nguyễn Hải Triều và chị A Lê Nguyễn Khánh Linh, để khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa, họ được bền vững trong tình yêu nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, ngài hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần lên muôn thuở muôn đời. Bài trích sách sáng thế. Thiên Chúa phán: Chúng ta hãy dựng lên con người theo hình ảnh chúng ta và giống như chúng ta.
và họ hãy làm chủ cá biển, chim trời, mọi thú rừng, tất cả trái đất và mọi loài bò sát di chuyển trên đất. Vậy Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh mình. Ngài tạo dựng họ theo hình ảnh Thiên Chúa. Ngài tạo dựng họ có nam, có nữ. Thiên Chúa ban phúc cho họ và Thiên Chúa phán với họ: hãy phát triển và sinh sôi cho nhiều, đầy mặt đất và chế ngự nó. Hãy làm chủ cá biển, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất. Thiên Chúa nhìn xem mọi sự Ngài đã làm ra, chúng thật là tốt đẹp. Đó là lời Chúa. Trong gia cư bàn như một thân nhỏ tốt tươi, nàng đem bao nhiêu hoan lạc với muôn trái thơm dịu ngon. Này đây quay chung quanh bàn đàn con khôn ngoan xinh đẹp, tựa như liêu xanh dần trôi non đang lớn, Chúa thương chờ che. Cho bạn an bình hân hoan sướng vui, vì đây bao nhiêu phong lòng chưa tràn suốt trong một đời. Bạn ơi, công lao tay bạn dài lâu ra hoa thơm nụ, mừng cho Sion thịnh đình và vui con cháu nên khôn tài hoa. Con ca lên muôn lời tán tụng danh Cha suốt đời. Ngài ban cho con gia đình có mẹ có cha an bình, niềm vui con sẽ lành nhân rừng xây mái ấm lâu bền, tình yêu mai thắm tươi màu, cùng ca khen Chúa chung cho đời con. Vâng cho những ai ơn giờ Thiên Chúa, vâng cho những ai sống theo lời Người. Bài trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em hãy sống trong tình yêu thương như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và nộp mình vì chúng ta. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương hội thánh và nộp mình vì hội thánh, để hội thánh thánh hóa khi người dùng nước và lời mà thanh tẩy hội thánh, để bày tỏ cho mình một hội thánh vinh quang, không tì ố, không vết nhăn hay mắc điều gì khác tương tự, nhưng để hội thánh nên thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình, vì không ai ghét thân xác mình bao giờ,
nhưng nuôi dưỡng và chăm sóc nó như Đức Kitô đã nuôi dưỡng và chăm sóc hội thánh, vì chúng ta là chi thể của thân thể người. Bởi thế, người nam sẽ rời cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ lên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Đó là lời Chúa. Alleluia, 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 alleluia. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em. Nguyện cho lời Chúa Kitô cứ ngủ dồi dào trong anh em. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ huấn lệnh của Thầy, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ huấn lệnh của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Ngài. Thầy đã nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được nên trọn vẹn. Đây là huấn lệnh của Thầy: các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, đạo của chúng ta là đạo yêu thương nhau, đạo của tình yêu. Mà tình yêu ấy bắt nguồn từ Thiên Chúa Ba Ngôi. Cho nên tôi có mấy vần thơ để suy niệm về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Thể thơ tứ tuyệt có 4 câu thôi. Tuy nhiên hôm nay không phải là ngày lễ Chúa Ba Ngôi, nhưng mà đời sống hôn nhân của gia đình của chúng ta phải diễn tả mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. Cha cầu chúc cho các con như thế. Hôm nay lễ trọng Ba Ngôi, mầu nhiệm cao cả, ngẫm muôn đời, trí phàm đón nhận, suy chẳng thấu tình yêu Thiên Chúa quá tuyệt vời. Vâng, đạo của chúng ta là như thế đấy. Và bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, tôi chọn để cho Thầy đọc. Anh muốn chia sẻ với đôi hôn phối hôm nay, cũng như cộng đoàn của chúng ta, và tất cả những ai đang sống trong đời sống hôn nhân gia đình. Chúng ta muốn gia đình của chúng ta bền vững và hạnh phúc, chúng ta không thể thiếu tình yêu. Và tình yêu ấy không phải là tình yêu nhân loại đâu, mà là tình yêu của Chúa Kitô yêu thương các môn đệ của Ngài, tình yêu của Chúa Kitô với hội thánh của Ngài. Như thế, một tình yêu tự hiến, hiến tế. Đó. Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta như vậy.
chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Nếu chúng ta chỉ yêu thương theo kiểu nhân loại thôi thì chúng ta, cuộc sống của chúng ta sẽ đi vào tù túng, cạn kiệt, khô cằn và chán, buồn chán. Nhưng nếu chúng ta lấy tình yêu của Chúa Kitô làm nền tảng cho tình yêu hôn nhân gia đình của chúng ta thì tình yêu ấy sẽ mãi triển nở, làm cho cuộc sống của chúng ta hạnh phúc, sinh hoa trái cho chúng ta và cho nước trời. Đấy. Có nhiều điều muốn nói với đôi tân hôn hôm nay lắm, nhưng mà chỉ cầu mong là các con hãy lấy tình yêu của Chúa Kitô làm nền tảng cho tình yêu hôn nhân gia đình của mình để chúng ta hy sinh cho nhau. Hôm qua tôi có hỏi thăm một người bạn, người vợ của một người bạn cùng đi tu với tôi. Sau đó thì anh ta vào đại học Bách Khoa, anh ta học rất giỏi, thế nên sau đó thì là anh ta không đi theo con đường tu trì nữa và rồi lập gia đình. Anh ta biết ngoại ngữ rất là tốt. Mà tôi hỏi thăm về anh đó vì lâu nay không gặp, cho nên chỉ nói là 6 năm nay rồi nhà con không có quan tâm gì đến con và ba cháu đó. Đi Mỹ làm ăn rồi thì về và cũng không quan tâm đến vợ con. Mà chị ta thì là một người ở phố và gia đình cũng rất là có điều kiện thế giá, và chị ta cũng khá là xinh gái. Thế chị ta bảo rằng, tôi bảo rằng thôi thì bây giờ mình phải theo gương Chúa để mà cố gắng thôi. Chị ta bảo là vâng, con cũng nghĩ như vậy, nếu không thì con cũng bị cám dỗ nhiều lắm. Nhưng mà nói ra thì chồng mình xấu thì vợ đẹp gì. Tôi thấy cái thái độ đó thật là quý giá. Chúng ta hãy đối xử với nhau như thế, hãy noi gương đó mà sống. Có thể nói như thế vì một tấm gương, một người vợ mà chấp nhận những hy sinh, đi xa mà 6 năm nay không quan tâm đến vợ con, rồi thì ở nhà mà cái cuộc sống hôm nay nữ giới đấy là người ta quyền thế lắm. Mỗi hôm trước thì ở giáo xứ tôi như vậy là có một chị hai con, chồng chết cũng 6 năm mà dẫn vào một người, tôi và cả cha phó cùng ngồi với nhau và cứ đinh đinh, và cả thầy nữa đang ngồi uống nước dẫn vào thì cứ nghĩ là may mà tôi không hỏi ngay, tôi cứ để xem là có việc gì. Tôi cứ nghĩ là mẹ dẫn con vào để làm chứng. Thế nhưng mà không ngờ là cái anh đó trẻ, còn đang trẻ, mà là trai tân Hà Nội vào trong miền Nam làm và gặp chị ta và muốn xây dựng gia đình với chị ta, mặc dầu chị ta hai con rồi. Đấy, cho con gái cũng giá trị lắm. Nói như thế thì các bà cũng đừng nên... đừng cong lông mày lên nhá. Thế thì vấn đề là chúng ta phải cố gắng để sống đời sống hôn nhân gia đình trong tình yêu, mà tình yêu của Chúa Kitô. Như lời tin mừng hôm nay Chúa Giêsu bảo là anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Đó, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Tôi hôm nay tôi xuống thì tôi mới thấy anh Triều kéo cao ráo thế, mà trông người cũng hiền nhỉ. Ở trong gia đình
người có con gái, người ta rất mong là lập gia đình được với một người chồng hiền. Một người chồng hiền. Đó. Mà tôi nhớ Đức ông Nguyễn Thanh Long, lúc bây giờ tôi còn ít tuổi thôi, mà cô em của ngài lúc bây giờ chưa lập gia đình, ngài ở Mỹ, ngài gửi thư về, ngài bảo thế này, ngài viết là anh sẽ cầu nguyện cho em được một người chồng hiền. Tôi thì đang tham tiền, đang tham địa vị, đang tham nhiều thứ lắm. Thế mà bây giờ người bảo là cái hiền thì là cái gì? Đấy, sự khôn ngoan của ngài. Đấy, cầu nguyện cho em mình được một chồng, người chồng hiền. Đó. Thì có một người chồng hiền là gia đình có vẻ an tâm. Đó. Và đúng là Chúa Giêsu cũng chỉ bảo các môn đệ của ngài, bảo tất cả chúng ta hãy học với ngài, vì ngài hiền lành và khiêm nhường. Đấy, thì cha khuyên là anh Triều là một người chồng hiền cho chị Linh, Nguyễn Khánh Linh như thế, để rồi thì là gia đình được hạnh phúc. Đó. Có những lúc người chồng hiền, người vợ, lời Chúa thì cũng kêu gọi là người vợ hiền. Đấy. Hiền, hiền lành, hiền thì còn lành nữa, hiền lành và khiêm nhường nữa, toàn những đức tính tốt tuyệt vời cho đời sống hôn nhân gia đình của chúng ta. Một người mà dữ dằn thì không, gia đình không thể có hạnh phúc được, anh chị em ạ. Đó là kinh nghiệm cho tất cả mọi gia đình, cho nên chúng ta phải cố gắng. Thậm chí là họ còn bảo thế này, nhiều khi có khi có những người vợ ấy mà giỏi giang ấy, thì người ta phải tỏ ra ngu đi một chút đấy, đấy, để cho đấy, ngu đi một chút để cho gia đình, để cho chồng đó. Mặc dù là khi chồng sai đấy, nhưng mà người vợ cũng mà thôi tỏ ra mình ngu đi một chút để cho gia đình được bình an. Thì hôm nay thì trong cái ngày thành hôn của anh Triều và chị Linh, tôi với tư cách là ông của hai cháu đây, cầu chúc cho hai cháu sống một đời sống hôn nhân gia đình hạnh phúc, tràn đầy tình yêu của Chúa Kitô, và hãy học lấy gương Chúa sự hiền lành và khiêm nhường, để đời sống hôn nhân gia đình của mình vượt qua tất cả mọi khó khăn sóng gió của cuộc đời, để chúng ta trung thành với lề luật của Chúa, để chúng ta sống yêu thương nhau và hy sinh cho nhau, để gia đình các con được hạnh phúc và đạt tới hạnh phúc muôn đời. Amen. Các con rất thân mến, các con đến đây để cùng nhau đến nhà thờ này để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và Cộng đoàn. Đức Kitô giang vòng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, để các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính người đã dùng bí tích thánh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy trước mặt Hội Thánh, cha hỏi các con về ý định của các con. Anh Đa Minh, Nguyễn Hải Triều và chị Anê Thành, Nguyễn Khánh Linh, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có.
Thưa có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm tay nhau và nói nên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Đa Minh Nguyễn Hải Triều, xin nhận em An Lê Thành Nguyễn Khánh Ninh làm vợ của anh và hứa sẽ trung thành với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là An Lê Thành Nguyễn Khánh Linh, xin nhận anh Đa Minh Nguyễn Hải Triều làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận các con vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chức nhẫn này mà các con sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Em An Lê Thành Nguyễn Khánh Ninh, xin em hãy nhận lấy chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Anh Đa Minh Nguyễn Hạ Triều, xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là tình yêu trong ý định tạo dựng. Thiên Chúa đã muốn chúc lành cho đời sống hôn nhân gia đình. Hôm nay chia vui với anh chị vừa thành hôn, chúng ta cùng dâng lời tạ ơn và cầu nguyện. Chúa Kitô đã đến chia sẻ cuộc sống con người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho gia đình hai họ luôn được vui sống bình an trong tình bác ái huynh đệ, và nỗ lực thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đời sống hôn nhân gia đình nơi trần gian luôn pha lẫn vui buồn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho anh chị đã thành hôn hôm nay biên luôn y thương lời kết ước của mình, để sống chung tin với Chúa và với nhau. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hôn nhân gia đình là một ơn gọi cao quý và quan trọng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi gia đình trong giáo xứ chúng ta biết tổ chức tổ ấm gia đình thành một cộng đoàn đầy tin yêu, chuyên cần cầu nguyện để góp phần làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái yêu thương. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, trong ý định yêu thương cứu độ của Chúa, Chúa đã thiết lập và tái tạo đời sống các gia đình. Xin Chúa lắng nghe lời con cái nguyện cầu mà tuôn đổ muôn ơn lành cho đời sống chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nho kết trái chỉ hai mùa nho, tình yêu là ân huệ muôn đời, tình yêu là ân huệ muôn đời. Chúa trời làm tươi nở giữa đời ngàn hương hoa.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa chấp nhận của lời chúng con dâng để cầu cho lệ luật thánh thiện của hôn nhân, và xin Chúa tận tình chăm sóc công cuộc chính Chúa đã khôn ngoan xếp đặt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Đức Kitô Chúa đã ký kết giao ước mới với dân Chúa, để dân mà Chúa cứu chuộc nhờ mầu nhiệm chết và sống lại của Người sẽ được chung phần thần tinh với Người và đồng thừa tự vinh quang của Người trên trời. Qua hôn nhân của người nam và người nữ, Chúa cho thấy Đức Kitô vì lòng từ ai vô biên đang quảng đại ban ơn sùng, để điều mà bí tích đang thực hiện sẽ nhắc nhở chúng con chương trình kỳ diệu của tình yêu Chúa. Vì thế cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Tôma, Giáo Mục Giáo Phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh
Đa Minh Nguyễn Hải Triều và chị An Lê Thành Nguyễn Khánh Linh mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại vào mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy đều vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Trinh nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy tha thiết kêu cầu phúc lành của Chúa xuống trên cặp vợ chồng này. Xin chính Chúa ban ơn trợ giúp phù trì những người Chúa đã làm cho nên phong phú nhờ bí tích hôn phối. Lạy Cha Chí Thánh đứng tạo thành toàn thể thế giới, Cha đã dựng nên người nam và người nữ giống hình ảnh Cha và đã muốn cho cộng đoàn của họ được tràn đầy phúc lành của Cha. Chúng con khiêm tốn này xin cho những tôi tớ Cha đây hôm nay được liên kết với nhau nhờ bí tích hôn phối. Lạy Chúa xin tôn đồ chan hòa phúc lành của Chúa xuống trên chị An Lê Thành Nguyễn Khánh Linh và bàn trăm năm của chị là anh Đa Minh Nguyễn Hải Triều. Xin Chúa dùng quyền lực thánh thần của Chúa từ trên cao đốt nóng tâm hồn anh chị để khi vui hưởng sự trao hiến cho nhau trong hôn nhân, anh chị biết dùng con cái điểm tô cho gia đình và làm cho hội thánh được nên phong phú. Lạy Chúa xin cho anh chị biết ngợi khen Chúa khi vui, tìm đến Chúa lúc buồn, khi lao nhọc được vui mừng vì có Chúa hiện diện phù trì, lúc ngặt nghèo cảm thấy Chúa gần bên xoa dịu. Xin cho anh chị biết cầu nguyện nơi cộng đoàn thánh thiện và làm chứng cho Chúa nơi trần gian, để sau khi được cùng với đông đảo bạn bè bao quanh vui hưởng tuổi già diễm phúc, anh chị được đạt tới nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Ngày xưa khi hoa nở miền Cana, khi đôi lưỡi à chung tình, Chúa đã nâng ly rượu mừng, Ngài nâng ly rượu chúc hôn, Ngài xoay theo men của cuộc đời, Ngài chung vui với người vui, Người ban ơn thiêng nối tình người, Ngài thánh hóa đời nửa đôi. Nở chờ trăng lên, nương tay vòng uống lời ru hời, Chúa đã vui trong phần người, Ngài vui trong thân phận chúng con, Ngài xem muôn hoa thăm vườn nhà, Ngài nghe tiếng hát mẹ cha, Ngài 35 thấy thuận hoa và thấy nghĩa tình thiết tha. Nguyện xin Giê-xu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giê-xu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Tình yêu xin muôn thuở đẹp lung linh, trăm năm ai có ta có mình, dắt dìu nhau trên đường tình, dìu nhau trên con đường mến yêu. Dù khi an vui lúc ngậm ngùi, tình luôn son sắt đẹp tươi, niềm tin linh thiêng giữa dòng đời là gió giúp thuyền nước trôi. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, được tham dự bàn tiệc của Chúa, chúng con này xin Chúa cho những người đã kết hợp với nhau bằng bí tích hôn phôi, biết luôn gắn bó với Chúa và rao truyền danh Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng cho các con được hưởng niềm vui của Ngài và ban phúc lành cho các con ơi con cái. Amen. Xin con một Thiên Chúa thương xót phù giúp các con khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Amen. Xin Thánh Thần của Thiên Chúa hằng tuôn đổ tình yêu của Ngài vào lòng các con. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Amen. Con xin quý cha, quý thầy, quý dì, quý công đoàn an tọa. Trọng kính cha John Kim quản hạt chánh xứ đền thánh, cha phó Du Xe, kính thưa cha quê hương, kính thưa quý thầy, quý dì, quý hội lòng thương xót Chúa, ban ca đoàn thánh tâm, kính thưa quý công đoàn. Hôm nay là ngày hồng phúc hai con của hai gia đình chúng con. Kính thưa cha chánh xứ, suốt những ngày tháng qua, hai con của hai gia đình chúng con đã được cha xứ, cha phó Bautista, quý thầy, quý dì đã hướng dẫn về đời sống hôn nhân gia đình,
và được học hỏi về kinh văn giáo lý về đời sống đức tin. Hôm nay hai con của hai gia đình chúng con lại được trở về nơi đền thánh, được cha chánh xứ giáo xứ Thịnh Long, cũng là cha cậu của gia đình chúng con, về nguyên đường đền thánh dâng thánh lễ tạ ơn và chia sẻ lời Chúa về đời sống hôn nhân gia đình cho hai con chúng con. Và ban bí tích hôn phối thật là long trọng và cao cả hơn hết, vì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly. Con thay lời cho hai gia đình xin cảm ơn quý cha, quý thầy, quý dì, quý hội đường, quý hội đoàn và công đoàn. Xin mẹ Maria Thánh Cả Giuse ban muôn hồng ân xuống cho quý cha, quý thầy, quý dì và quý công đoàn được bình an trong Chúa và mẹ Maria. Một lần nữa con xin quý cha, quý thầy, quý dì, quý hội đoàn và công đoàn tiếp tục cầu nguyện cho gia đình mới hôm nay được biết noi gương gia đình thánh gia. Một lần nữa con xin cảm ơn và cảm ơn. Kính mời công đoàn đứng. Lễ xong cho anh chị em đi bình an. Dâng con xin dâng lên
yêu mến. Dù cho sống gió gian nan hay khi thất vọng, cậy trông tin yêu phó thác, mẹ đấng ủi an.